Sammy à, tôi hỏi bà câu này nha. Liệu rằng là fan của bà hay fan của tôi sẽ đông hơn nhỉ? Trời đất ơi, tất nhiên là fan cứng của tôi là đông hơn rồi. Gì? Cái gì? Nào các bạn hãy cho Sammy thấy được rằng là fan của Phong Cận đâu nào. Các bạn hãy giơ cái tay của bạn lên bằng cách comment bên dưới với cái comment là fan Phong Cận nha. Đó. Bạn nào mà là fan của Sammy thì hãy comment là fan Sammy ở bên dưới nha. Để đúng coi rồi. Fan của tôi với fan Sam fan ai đông hơn. Fan Sam đó rồi, comment nhiều vô, comment gọi là áp đảo fan Phong Cận luôn. Trời ơi, dễ lắm, dễ lắm. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với Sammy, hai đứa mình sẽ cùng nhau tham gia một cái trò chơi rất là đặc biệt, đó chính là xem coi fan có ai đông hơn dựa trên số lượng like video đó. Ok, và cái cách để có thể chơi được cái game này như thế nào thì các bạn hãy cùng xem video này để biết nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video thế nào. À quên, từ nhấn like, nhấn đăng ký giùm cho tôi nha. Ok, bắt đầu thôi. Rồi thì đây, chúng ta đang bắt đầu vào game đây các bạn. Thì đây, mình sẽ cho bạn coi cái game này nó chơi như thế nào nha các bạn nha. Thật ra chơi game này cũng đơn giản lắm mấy bạn. Đây, xin giới thiệu với bạn, đây chính là một cái con game của chúng ta sẽ sử dụng để cho những bạn fan đánh nhau ở trong game này. Đó, cái này là mấy bạn chơi cùng với bọn mình luôn nha. Thì đây, ví dụ như video ngày hôm qua của Phong là video trốn tìm đúng không các bạn? Thì mình sẽ vô để mình xem thử nè. Hiện tại video này đang có khoảng 1.500 like các bạn ạ. 1.500 like có nghĩa là mình sẽ có 1.500 đồng. Ok, đó, rồi. Video mới nhất của Sam, để xem coi được bao nhiêu like nè. 2.700 like. What the hell? Vậy là Sammy sẽ có 2.700 đồng để có thể chiến đấu với mình nha các bạn nha. Ok, thì ở trong đây như các bạn đang thấy á, là mình sẽ có thể chọn được những cái con tướng để đặt ra thế này nè các bạn. Đó thì mình sẽ đặt tên cho những con này là những bạn fan đó. Ok, fan rồi, đỏ là của tôi đó. Fan của Sam sẽ là màu đỏ, còn fan của Phong sẽ là màu xanh nha các bạn nha. Đó thì các bạn thấy là sau khi đặt ba con này ra thì nó sẽ hiện lên giá tiền nè là 210 đồng nha các bạn nha. Đấy, video của mình đạt được 1.500 like mình sẽ được sử dụng 1.500 đồng, còn Sammy thì sẽ được 2.700 đồng. Yeah, nên các bạn đừng quên bấm like nhiều cho video của Sam nha. Mấy bạn nhớ nhấn like cho mình nữa để mình tập sâu mình chiến đấu với Sam lại nha, chứ mình là mình cay lắm mấy bạn. Ok, nhưng mà cái đó sẽ là trận cuối cùng, còn trận đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ tính bằng tiền bằng nhau thôi. À, đúng không? Ok. Rồi, ok, bây giờ mình nên lấy bao nhiêu tiền nữa ta? Tôi nghĩ là cứ lấy tầm 300 đồng trước đi ha. 300 đi. Ok, 300 là rồi. Trung bình rồi đó. Đội của Sam nè, Sam được quyền đặt đội của Sam đây ra đó. Ừ. Đó. Bao nhiêu? Đó, 70 nè, 140 nè, 210 nè, nhiêu nữa? 280. Hình như nhiêu đó đủ rồi. Ồ, 350, 350 đi. 350 là lố rồi, không được, chỉ được 300 thôi. Kỳ 208. 208 thôi, chắc chưa? Ok. Rồi tới lượt Phong nha. 1 nè, 2 nè. Ok, để Phong xem coi con này 80 nè. Chọn con này. Biết được, ông chỉ tôi với kia kìa. Chọn thêm con này nữa là Phong được 209. Đó. Sao sao? Chứ gian, để tôi đổi lại. Rồi, sao đổi đi. Con khiên này 100 đồng lận đó. Ủa, khiên sao rẻ? Lấy thêm con này đi. 340 rồi, lố rồi. Ôi, chết, lỗ thôi. Mệt ghê. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Đây, 4 nè, ok. Rồi, bằng nhau rồi nha, 290 bằng nhau rồi nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận chiến của fan Phong Cận và fan Sammy đó. Ok. Rồi, bắt đầu. Fan Sam cố lên. Fan Phong cố lên. Ồ, đây đây, đánh nhau căng thẳng quá. Hiện tại là mình thấy cả hai bên vẫn đang đánh nhau cực kỳ căng thẳng. Fan của Phong nằm xuống hai người rồi. Trời ơi. Fan Sam cố lên. Trời ơi, nhìn nè. Trời ơi, quýnh hội đồng kìa. Ê, chạy đi bạn ơi, chạy đi. Trời ơi. Nhiều bạn like video quá nên là cảm ơn bạn nhiều nha. Ây da, vậy là Sammy 1-0. Ok, rồi không sao. Rồi, tiếp theo là tôi nghĩ là tăng lên một hơn đi, là 600 đi. 600, ok không? Ok. 600 Phong nghĩ là Phong sẽ chọn hai con này luôn. Đó, hai con này là hai con pháp sư. Rồi, tới lượt Sam đó. Tôi sẽ chọn đầy đủ hiểu không? Nhưng không có vậy hiểu không? Mỗi con đều có một chức năng riêng hiểu không? Đây. Hơn rồi, 670 hơn rồi. Rồi đó, được rồi đó. Vậy là Sammy vẫn thua tôi trăm xu chắc luôn hả? Chấp luôn, vậy 10 xu mua gì? 10 xu chấp luôn hả? Rồi, bắt đầu. Ok, để coi coi hai bạn fan của Phong. Hay chưa? Cái gì vậy? Tiếp đi bạn, tiếp đi. Cái gì vậy? Sao cái bà kia đứng rồi? Đừng để nó đánh. Vẫn thắng. Trời ơi, mấy bạn fan tôi sang quá là dễ thương luôn hết chưa? Mấy bạn fan tôi chiều tôi ôm. Ok, rồi rồi. Rồi, không sao. Bây giờ mình lên 1.000 luôn các bạn. 1.000 nha, để Phong coi coi. 1.000 thì Phong sẽ nghĩ là Phong sẽ chọn một con gọi là cầm hai cái búa nè. Đó, hai con cầm khiên. Chọn thêm một con cầm đá đứng đằng sau để chọi. Phong sẽ mua một con pháp sư. Đó. 1.200 nha. 1.200 rồi hả? Vậy đúng. Thì Phong sẽ đổi lại một con này. 10 ngàn. Vẫn không đủ, trời ơi. 10 ngàn. Vậy thì Phong bán hai con này luôn, Phong mua một con cầm khiên. Rồi, rồi còn dư 60 cho Sam luôn á. Rồi, ok, tôi sẽ một con ném đá ở đây. Rồi. Hai con khiên, một con lao, một con này.
Đây pháp sư nè, cứ ném đá là mạnh nè. Đây ok. Rồi ok, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Tôi là tôi thấy đội với tôi có vẻ hơi ít mấy bạn, nhưng mà tôi nghĩ là chắc được. Rồi ok, bắt đầu. Tiêm phong cố lên. Rồi, ui, giờ tiêm mỗi bên còn hai người. Ủa còn hai người, y chang nhau luôn. Rồi để coi tiêm nào thắng nào. Ủa sao đứng im rồi, quýnh đi. Ủa sao đứng im rồi, quýnh đi. Trời ơi, tiêm tôi chết một con rồi, chọi đá đi. Này, đá. Trời ơi. Dạ dạ, yêu fan, yêu fan Sam, fan Sam mãi đến. 3-0 rồi, trời ơi. Fan Sam mãi đến. Rồi bây giờ mình cho 1.500 đi, 1.500 tiền. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn con khác các bạn ạ. Tôi sẽ chọn 1.500 tiền, chọn con khác. Tôi sẽ chọn cho tôi, có con nào mạnh mạnh không? Tao không thua hoài vậy. 1.500 tiền, đây, không có con này. Phù thủy. 1.200 đừng á, tôi 1.200 hơi đắt giờ. Thôi chắc đổi đi. 1.200 đắt quá. Nó mạnh, tôi sẽ đổi qua con ngồi xe. Dễ thương quá vậy. Rồi, sau đó tôi sẽ chọn cho tôi thêm... Đây, một đống lính wow, nữa. Hay quá vậy. Là 1.500, rồi tới lượt Sam đó. Đây tôi thử nha. Rồi, phù thủy à. Còn con khiêng nè. Ba con khiêng. Rồi đó, 1.440 rồi đó. 1.600 rồi, lố rồi. Chính trang gian hả bạn? Ô 10.000, 10.000. Dư 10 xu rồi. Thôi, chấp luôn. Chấp luôn hả? Chấp gì mà chấp bằng nhau chứ chấp gì? Rồi vô nha. Lần này tôi phải lấy được 1 điểm bạn ơi, từ nãy giờ thua nhiều rồi. Mấy ok. Tôi được mấy điểm rồi? Sam được 3-0 rồi. Ok, bắt đầu nè. Hút. Đó. Hút. Trời ơi, con của tôi. Ai? Sao nó rớt xuống dưới luôn rồi? Không sao. Fan của tôi còn đông lắm. Quýnh đi fan. Quýnh quýnh đi mấy bạn. Cố lên mấy bạn ơi. Ủa fan đâu nhiều vậy? Mấy bạn fan của tôi. Yes. Thắng một trận các bạn ơi. Hay quá thấy không? Fan tôi tuy yếu nhưng mà đông nữa. Fan ông lao xuống dưới bật luôn. Rồi tiếp nè, bây giờ mình sẽ là 2.000 nha. 2.000 thì Phong nghĩ là Phong sẽ mua hai con cầm búa là 800 nè. Phong thấy mấy con nhỏ nhỏ hồi nãy hay á bạn, mình sẽ chọn thêm mấy con nhỏ đi. Ok, 2.000 đúng không, 1.400 nè, còn 600 đúng không. 600 Phong sẽ mua cho Phong một con phù thủy cầm dao. Wow. À con này là cầm lưỡi hái nhầm. Rồi, còn mình thì mình sẽ thích mấy con ném đá này hơn. 1, 2, 3, 4. Rồi 4 con ném đá. Rồi 1, 2, 3. 3 con cầm khiên, ra cái bộ nhiều nha. Phù thủy là ném bóng hả? Phù thủy này là ném thuốc. Đó. Rồi, mình sẽ thêm mấy cái con này vô cho vô nhiều vô. À da, đội của Sam cái bộ đông nha các bạn nha, phải ít đâu nha. 1.900 hay 2.000 hả? 2.000. Ơ vậy Phong còn thiếu 100 kìa, tí nữa Phong đặt ra luôn. Đây. Rồi dư con này kìa. Rồi ok. Rồi, Phong còn thiếu một con 100 xu đúng không? Phong nghĩ 100 xu Phong sẽ mua một con cầm kiếm làm thủ lĩnh. Đó. Okay. Rồi đó, đội của Phong là thấy là khá là mạnh rồi nha các bạn nha. Rồi. Fan bắt sao? Đầu. Fan Phong. Ôi. Ui. Ôi giời. Cái gì vậy? Ôi giời. Ui, phép mạnh quá vậy. Cái con cầm bình thuốc phải chọi phép cái là bị nhiễm độc hết luôn rồi nè. Ui. Quýnh đi, quýnh đi, quýnh đi. Ui. Hay quá, con lưỡi hái của Phong vẫn còn sống. Chém đi, đúng rồi. Hay quá, hay quá. Trời trời trời. Nè, bên này có hai bạn đang đánh nhau. Ui. Yes. Team Blue đã thắng. Yeah, vậy là 2-3 rồi nha. Okay, rồi. Màn tiếp theo sẽ là 2.500 tiền. Lần này Phong sẽ chơi một cái kiểu gọi là hơi bị đẳng cấp luôn các bạn, chính là Phong sẽ chọn toàn là mấy bạn này thôi. Ok. Rồi 2.500 đó. Hay hay Sam chọn giống Phong luôn đi. Đó. Xíu hình trái tim à. Dễ thương chưa? Fan tôi đứng hình dễ thương luôn. Đây. Ù lố đúng không? Rồi, 2.500 đấu với 2.500. Ok, chuẩn bị chưa? Trái tim mới là chữ Sam đó mà. Trận đấu này cơ bộ căng thẳng rồi nha. Ok, chuẩn bị. Bắt đầu. Vô. Rồi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Trời ơi, nắm đầu ghê, nắm đầu ghê, trời ơi, nắm đầu ghê. Trời ơi. Tay cầm chân. Trời ơi, căng thẳng quá. Trời ơi. Kiến đánh nhau gì đó. Không biết bên nào thắng, bên nào thua luôn á. Fan Sam cố lên. Chưa gì mà tôi thấy là team màu đỏ có vẻ đông hơn nha. À không, team màu xanh cũng đông nha, không phải ít đâu nha. Không biết được ai hơn ai luôn. Không ui ui ui, quýnh căng thẳng. YouTuber đầu tiên để cho fan quýnh lộn. Ok. Mấy bạn đón coi là Phong với Sam ai sẽ thắng nè. Chứ tôi nhìn cái đội hình này tôi nghi Sam thắng quá bạn ơi. Màu đỏ nhiều hơn nha. Rồi, màu đỏ nhiều hơn nè. Đây là có mấy bạn đấm nhau nè, đấm nhau nè. Ui ui, nhào vô rồi, trời ơi. Trời ơi, có bạn này đang bị nắm áo. Trời ơi, nắm xé. Trời ơi, quýnh người ta thôi, đừng có xé quần áo người ta nha. Cầm mà chọi không à, chơi chọi không à. Ây da, sao team màu đỏ tôi thấy còn đông quá ta. Team màu xanh tôi gần hết rồi nè. Đây là Phong cần khi mà không nghe lời sao nè. Thôi xong rồi, tôi nhìn tôi thấy team đỏ đông hơn nè các bạn ơi. Rồi, có bạn fan của tôi bị nắm đầu rồi nè, chọi nè. Trời ơi, ám đảo luôn.
Lại là team màu đỏ thắng. Trời ơi, cay thế à. Fan Sam mãi đỉnh. Vậy là hiện tại điểm của Sam vẫn hơn tôi các bạn ơi. Bạn editor để lên giúp mình nha. Chứ mình là mình hơi cay vậy đó. Ok rồi, bây giờ là 3.000 điểm đúng không? 3.000 wow. Điểm, lần này Phong sẽ chịu hồi con voi. Wow. Chịu hồi con voi, còn lại mấy trăm đúng không? Mấy trăm mình cho sẽ mấy đi, cho mấy con lính nhỏ thôi là được. Rồi, lố ôi, lố rồi. Bỏ ăn đi một con. Rồi, okay. Rồi đó, 2.970. Con voi, trời ơi, voi đẹp quá. Chú voi con ở bàn đôn. Hai con cầm cầm đá hả? Bốn con luôn hả? Ok. Đây, rồi, một rồi. Con cầm giáo. Rồi, đủ chưa? Đủ rồi. Rồi, bắt đầu nha. Để coi con voi của Phong, voi của Sam thắng nè. Bắt đầu. Tấn công. Đó, trời ơi, nó hút kìa. Trời ơi. Hút kìa, nó hút kìa, nó hút kìa. Và bây giờ thì hai con voi nó đang tấn công mấy con lính ở bên dưới. Trời ơi. Trời ơi, con voi. Trời ơi, hai con voi đánh nhau. Trời ơi, con voi tôi kìa. Ông sắp xuống rồi kìa. Rồi rồi. Trời ơi, con voi của Sam đang bị đẩy rồi. Con voi của Sam đang bị đẩy xuống vực rồi. Đừng có rớt. Ôi. À, tại sao team màu đỏ thắng? Tại sao? Trời ơi, con voi của tôi kìa. Con đâm rồi kìa. Trời ơi, con voi tôi chết queo rồi các bạn ơi. Trời ơi. Cay thế à. Cái này là số vận rồi Phong ơi, cái này số vận rồi. Ây da, chưa gì mà Sammy hơn tôi tận mấy điểm luôn. 5 rồi. 5 điểm rồi. Ây da, tôi mới được có 2 điểm. Rồi bây giờ là mình cho một cái trận đấu như thế này đi Sam. Bây giờ cho hai con voi ra thôi đánh nhau. Con voi là thắng được điểm, ok không? Cái gì kỳ quá vậy? Rồi, không, tôi thấy nó vui mà, chơi không? Sam chịu không? Rồi, voi hút luôn, hút voi đúng không? Không, bây giờ thế này đi, mình cho 3 con voi luôn. Wow, 3 chú voi con ở bản đồ luôn. Đúng rồi, ok chưa? Ok. Rồi, bắt đầu. Lần này tôi phải kiếm được thêm điểm bạn ơi. Hút đi. Hút kìa, hút kìa. Hút. Ôi, đúng rồi, hút quá đi. Trời, quá trời hút, quá trời. Trời ơi. Đang ngang tài ngang sức đó mấy bạn ơi. Rớt kìa, con tôi rớt luôn. Con voi này té rồi, con voi sắp té rồi. Đừng. Con voi này té đi. Té đi. Té đi. Té đi, té đi. Đúng rồi, té đi, con voi này té đi. Đó. Trời ơi. Mình luôn thắng. Team Blue thắng. Ủa sao mà... Tôi vẫn còn một con voi trên đây. Còn trời con voi này của Sam ơi, chết queo rồi. Okay. Quá đỉnh, quá đỉnh. Bây giờ mình sẽ chơi một trận là coi còn con gì không, nó như còn nhiều phép mà thấy còn chưa? Nhiều lắm, còn nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ chơi một trận là 5.000 tiền đi, ok không? 5.000 tiền, okay. 5.000 tiền, rồi để coi 5.000 tiền Phong sẽ chọn con gì nó mạnh hơn nha các bạn nha. Để coi con này con gì, 3.000 tiền nè, con này con gì đây? Mấy xíu vậy 3.000 tiền. Võ sĩ cầm kiếm hả? Ok, Phong sẽ thử cho nó một vài con lính đi. Phong sẽ chịu hồi một đống lính luôn. Cho hai con cầm bình thuốc nè, một con tung xe nè, rồi còn 3.700 đúng không? 3.700 là Phong nghĩ rằng là Phong sẽ mua cho Phong một con rồng với giá 1.000. Ô mày ơi, người mua rồng hả? Mua rồng luôn. Còn 300 đúng không? 300 Phong nghĩ là Phong sẽ mua cho Phong thêm mấy con lính nhỏ nhỏ thôi. Đó, ok. Rồi đó, ok, Phong đủ rồi đó, tới lượt Sam đó. Còn tôi cũng vậy, tôi cũng sẽ chọn mấy cái con mà như thế này. Đó. Đâu? Rồi. À, cầm giáo hả? Giáo, cầm cung. Cầm cung nữa hả? Trời ơi, nhiều vậy. Đây có thấy con voi mạnh nha. Tôi cho con voi. Rồi, còn 800 kìa. Cho cái con khiêng đi. Rồi được ha. Rồi, ok. Rồi. Vậy là bên Phong là con rồng, còn bên Sam là con voi nha các bạn. Rồi, chuẩn bị nè. Bắt đầu. Rồng phun lửa. Wow! Phun lửa đi, rồng, cố lên. Cố lên rồng. Trời, con rồng đang bị con voi hút. Trời ơi. Hút. Trời, nó khe lửa kìa. Rồi xong, con rồng chết queo rồi. Yeah. Không sao, tôi còn mấy con lính. Quýnh voi đi. Quýnh voi đi. Lính nè, bị đạp hết. Trời ơi, con voi khỏe quá vậy. Tôi biết voi hút mạnh mà. Yeah. Sao mà lần nào tôi cũng thua Sam hết vậy ta? Lần này là 10.000 tiền luôn đi. 10.000 tiền, tôi nghĩ rằng là lần này tôi sẽ thử chơi một con gì đó mạnh hơn. Đây có con gì đây, 10.000 tiền con này luôn hả? Con gì? Wow. Nhặt cái gì? Nó cầm cái đấm bốc nè, 10.000 tiền con này. Wow. Bây giờ Phong chơi 10.000 tiền nhưng Phong chơi đúng một con này thôi. Rồi. Còn Sam, cho Sam 10.000 tiền nhưng mà Sam được full hết đống này luôn, chịu không? Được. Là Phong đi. Một con thôi, còn Sam là một nùi luôn. Thử đi, wow. Ok. Rồi, Sam 10.000 tiền, cái này là Phong hỏi Sam rồi nha các bạn nha, Sam đồng ý rồi nha. Một con đấu với hơn 100 con luôn á, 200 con. Trời ơi. Rồi, để xem cái này mình có thắng được không nữa. Căng quá, căng quá. Sam đồng ý đúng không? Đồng ý. Rồi cái này là Sam đồng ý nha. Okay. Rồi, bắt đầu. Ok. Trời ơi, con. Ủa sao nó văng ra ngoài đây luôn rồi? Con đấy bị khờ cái gì vậy? Ủa. Ôi. Wow! One Punch Man siêu sức mạnh. Wow, trời đấm kìa. Trời đấm kìa, trời. Ôi. Đừng rớt nha, đừng có rớt. Cái con này
con này mạnh mà sao nó khờ quá vậy. Đừng rớt nha, đừng rớt nha. Bạn mà rớt là mình thua liền đó bạn ơi. Trời ơi. Ê giờ nó bị kẹt vậy luôn rồi, giờ sao Sam? Giờ sao? Thôi chắc làm lại ha. Ờ lại đi. Ồ trời ơi, đội của Sam xuất hiện kìa. Trời trời trời, ok. Bắt đầu. Rồi. Rồi xem lại nào, xem lại nào. Cố lên nha, one comment của Phong. Đấm, đấm đi, đấm, đấm. Trời ơi, trời ơi, đấm bay dễ sợ. Trời ơi, chưa Phong bông vậy các bạn. Trời ơi, Sam thấy không, một bạn fan của Phong. Sao bạn mạnh mà sao bạn rớt đi bạn. Tại sao tôi vẫn thua vậy? Trời ơi, trời. Sam vẫn thắng tôi là sao vậy trời ơi. Sam dù như thế nào vẫn sẽ thắng. Rồi vẫn tiếp tục là 10.000 tiền đó. Sam chọn đi. Rồi cay quá. Gì mà dữ vậy. Ê tôi thích con voi nha. Bị khoái con voi với bạn. 10.000 tiền hả? Rồi 10.000 tiền luôn. Sammy muốn chọn gì chọn. Lố 50 rồi nha bạn. Đây. Bán bớt một con đi. Rồi okay. Đội hình của Sam như các bạn đang thấy hiện tại là đang có những cái con lính mặc đồ xương rồng, người gai, cầm súng, cầm cung. Bên này còn có cả phù thủy bươm bướm nữa. Tiền, trời ơi, một con voi. Trời ơi là trời, nhiều nha, nhiều nha. Thôi được, 10.000 tiền thì Phong có cách chơi của Phong. Phong sẽ một lần 3 con voi. Gì vậy trời? 4 con voi. Ủa? À, từ 5 con voi luôn đi. À không, 5 con voi là lố mất 1.000 tiền rồi. Trời vậy thôi. Cái này sao tự chọn nha. Không liên quan đến Phong nha. Rồi ở đây có con gì đây? Con này là con đại bác hả? Ui con này cầm súng đại bác nè. Được nè, Phong sẽ chọn hai con cầm súng đại bác ở hai bên. À không, ở một bên thôi để cho nó bắn. Rồi. Oh my god. Vậy là Phong được 8.000 tiền rồi nè. Phong mua thêm đi. Rồi còn lại một ít tiền thì Phong sẽ mua mấy con bé bé này thôi. Rồi, Phong chẳng 10.000 tiền luôn. Rồi. Trời ơi, cho bao vô ai chơi lại trời. Rồi, cái này Sam tự chọn mà Phong đâu có ép đâu. Trời rồi. Ơi, bắt đầu. Rồi, chết rồi. Hút chết đi voi ơi, hút đi. Đúng rồi. Trời ơi, mấy con phép thuật này làm được gì không ta? Không biết nữa, chết gần hết rồi kìa. Ê, sao mà Phong thấy Phong chết gần hết đó Sam ơi? Ủa, sao con voi ông tự hút vậy? Sao con voi tôi tự hút nhau vậy? Trời ơi trời, hút con voi đội bạn đi. Ôi trời, tôi bị chết mất một con voi rồi Sam ơi. No. Ba con lận lo gì trời. Hút đi, đúng rồi, hút. Trời ơi, con ơi, đừng rớt con ơi, đừng rớt. Hút cho con voi này rớt xuống dưới luôn đi, nhanh đi. Trời ơi. Đi. Trời ơi, sao con voi này chết queo. Vậy là tôi còn đúng một con voi thôi à. No. Đúng trời ơi. Tại sao ba con voi mà vẫn thua? Ba con voi vẫn thua một con voi. Trời ơi, đúng là đời. Rồi, vẫn tiếp tục là 10.000 tiền. Đó, Sam chọn đi. Sao ai đạt được 10 điểm trước là người đó thắng nha Sam. Rồi, okay. Hiện tại là Sam được 8 điểm rồi đó. Còn 2 trận nữa thôi là Sam thắng tôi rồi. Rồi. Ok, đây là đội hình của Sam. Vẫn tiếp tục là một con voi. Có thêm mấy con gì đằng sau cầm cái gậy gì nữa nè. Không biết mấy con này sức mạnh của nó là gì. Rồi, tới lượt Phong. Phong thì Phong nghĩ rằng Phong cũng sẽ chọn một con voi giống Sam. Thôi, cho nó đỡ loạn. Để cho nó đỡ loạn, Phong sẽ chơi theo cách của Phong. Phong sẽ chọn một đống người cầm thuốc. Cầm thuốc phép thuật luôn. Oh my god. À không, như vậy hơi liều bạn ơi. Mình phải chừa lại một ít. Mình phải cho một con gì ta, con đấm bóc hồi nãy. Đúng rồi, con đấm bóc hồi nãy. Hợp lý. Con này mạnh nha. Ô, có con này chịu hồi sấm sét nữa bạn. Wow, mình sẽ lấy hai con này đi. Rồi đó, Phong nghĩ cái này là hợp lý rồi nè. Rồi, bắt đầu nha. Vô. Hiện tại bạn đã thấy là con voi của Phong đang nhào vào hút con voi của Sam. Nhưng mà con voi của Sam được truyền sức mạnh. Ủa, con voi tôi được truyền sức mạnh kìa. Nhưng mà team của Phong đang sử dụng gọi là sấm sét để chiếu vô con voi. Con voi đang bị trọi thuốc độc. Ủa, con voi tôi bị bộ xanh lè đâu kìa rồi xong rồi. Con voi đang bị nhiễm thuốc độc. Nhưng mà liệu nó có còn sống hay không đây? Có. Nó còn sống không đây? Rồi, tôi thấy tôi thua rồi đó. Kiểu gì tôi không thắng hết trơn vậy? Trời ơi là trời. Cay quá à. Thôi bây giờ Sam đi à. Bây giờ Phong nói Sam nghe nè. Bây giờ mình sẽ chơi thêm trận như thế này đi. Chơi trận hoài luôn. Rồi ai thắng mình sẽ chơi một trận như thế này nè. Không, thì Sam hiện tại Sam được 9 điểm rồi đó. Hiểu không? Phong mà Phong mới được có 3 điểm rồi. Rồi bây giờ mình chế này đi Sam. Mình sẽ chọn mấy con bắn cung nè. Mình sẽ đổ ra đây khi nào đủ 10.000 tiền. Sau đó cho nó bắn nhau. Ok rồi, không? Ok, bắn như là ai thua thôi đúng không? Đúng rồi, rồi. Ok rồi, 10.000 tiền của Sam nha. Không, đưa đây tôi tự đặt. À Sam tự đặt đúng không? Rồi tự đặt đi. Rồi. Sam chắc là đặt hình trái tim nữa đúng không? Không. À xếp chữ Sammy vậy? Đúng rồi. Đủ tiền không vậy? Đây Sam trái tim nhỏ. Đó. Rồi, dư rồi kìa. Lô rồi. Rồi, ok. Nó Sam trái tim đó. Tới lượt Phong hả? Phong đi. Phong không có thể nào làm hình trái tim được các bạn ạ. À. Nên là Phong sẽ làm theo cái kiểu hình tròn như thế này đi. Phong nghĩ hình tròn là an toàn nhất. Rồi đó, thêm hai dấu chấm ở đây. Mặc
cười á. Rồi hé mặt cười. Đó. Ok, Phong mới được có 8.000 tiền thôi cho nên Phong sẽ đặt thêm. Rồi. Rồi, đó, ok. À, Sammy mà thắng tôi trận này nữa là Sam thắng luôn á bạn, cho nên không thể nào tôi thua được. Ủa vậy? Bắt đầu. Vậy ông có thắng không? Có đứa thắng được đâu. Nhưng mà tôi sẽ không để mình thua thêm trận nữa, Sam hiểu không? Đang bắn nhau rồi nè. Bụp 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 bụp. Trời ơi, sao đội tôi thấy ít đi vậy? Bắn đi. Bắn đi. Đúng rồi, bắn đi. Chu 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 chu. Mấy thằng fan của Phong cố lên. Mấy thằng fan của Phong cố lên. Các bạn cố lên. Giữ cung lên nào. Sao có ông mới bị bắn vậy trời, sao chết queo chị. Bắn đi, bắn, bắn nhanh lên. Trời ơi, sợ quá, sợ quá. Đây, đây, đến đây là team Sam nè. Team Sam hiện tại còn ít người lắm mấy bạn ơi. Team Phong có vẻ nhiều người hơn. Đâu, thi y chang luôn á. Bắn nè, bắn nè. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thi y chang luôn á. Trời ơi, sao đội tôi giờ ít người quá vậy. Đó, đó, hai bên, hai người bên Sam nằm xuống. Bên tôi cũng hai người nằm xuống rồi. Bên tôi cũng nằm xuống, bên tôi còn ba người. Bên tôi còn nhiều. Bên tôi, bên Sam còn năm người lận. Trời ơi, bên tôi còn có hai người. Trời ơi. Phan xa bảy đền. Phong xin lỗi các bạn rất nhiều. Phong đã làm cho những bạn fan của Phong thất vọng rồi. Không sao. Không sao gì mà không sao. Bây giờ chúng ta đến với trận đấu cuối cùng nè. Cuối hoài giả mạnh quá mười. Ủa? Hồi nãy mình đấu 10 trận là 10 trận trong game. Còn trận cuối cùng sẽ là trận tính theo lượng like. Đúng không? Rồi. Ông ngàn rưỡi. Không, trận cuối cùng là thì Sam thắng rồi. Nhưng mà trận cuối cùng là trận vui thôi không? Trận vui chơi theo fan đúng không? Đúng rồi. Ông là ngàn rưỡi đó. Ngàn rưỡi tiền đúng không? Phong được ngàn rưỡi tiền hả? Ngàn rưỡi tiền cho chọn cái nào giờ ta? Phong thua Sam rồi. Có con nào ngàn rưỡi không? Đây có con gì ngàn rưỡi đây? Phù thủy cầm kiếm. Phù thủy mà còn cầm kiếm nữa. Phù thủy cũng phép không chịu. Thôi bây giờ này đi Sam, Phong sẽ chọn một con 1.500 luôn, còn Sam chọn một con 2.500 luôn. Hai con thôi cho đánh cho nhanh. Ủa gì kỳ vậy, tôi đánh sao cho đúng điểm mà ông 1.500, tôi 1.200 chứ trời. Tôi đang tính dụ Sam mà không được các bạn ơi. Chơi kèo chứ dụ ấy à, chơi kỳ cục. Kỳ quá. Nếu mà 1.500 thì Phong sẽ chọn một đội quân cầm búa như thế này đi. Rồi đó, đủ 1.500. Sao 1.500 ít xỉn người vậy? Chọn voi đó. Nhưng mà một con voi tôi nghĩ chắc thắng luôn. Rồi, 2.700 đúng không? Đúng rồi, 2.700, số like của Sam là 2.700. Rồi, dư 60 kìa. Thôi được rồi, được rồi, nhiêu đây thôi, được rồi. Đây, đây, rồi, ok, chơi. Chưa gì tôi đây nhìn thấy thua. Đây là 2.700, phải là like video cho Sam. Còn đây không sao. Bên đội Sam, một con voi cùng với những binh lính cầm, gọi là cái này là cái bồ cào, đó. Bên Phong là một đội quân. Ôi sao biến mất hết rồi. Phong nghĩ rằng là để cho đội quân của Phong sống sót được thì Phong sẽ chỉ đặt một con đứng ở phía trước thôi. Rồi đó, một con đứng phía trước thôi. Còn mấy con còn lại Phong sẽ để cho nó đứng đằng sau cho chắc ăn. Vậy? Đứng xa xa cho chắc ăn các bạn ơi. Rồi ok. Ê, bắt đầu. Ủa sao nó phóng vậy, nó phóng dữ vậy. Trời ơi, wow, binh lính của tôi có thể nhảy lên chém được. Ủa hay quá vậy. Chém đi, chém con voi đi, chém con voi đi. Chém. Voi xoay bông qua chết hết. Yeah. Buồn quá. Không được, video này là Sam thắng rồi nha. Nếu bạn nào muốn video sau mình sẽ phục thù các bạn. Hãy nhấn like 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 video để càng nhiều like để Phong được càng nhiều tiền để Phong thắng Sam trận sau nha các bạn. Chứ trận này Phong thua Sam rồi. Bây giờ nè, mình sẽ chơi một cái trận như thế này. Toàn bộ fan của Phong và Sam. Hồi nãy Phong chọn cái này đúng không? Rồi bây giờ nha, đội của Sam sẽ được 50.000 tiền luôn đi. Để tôi tự làm, ông xui lắm. Đưa đây tôi tự làm. Rồi. Rồi 50.000 tiền luôn nha. Để coi đội nào thắng nè. 50.000 tiền đi. Rồi, ghi chữ cho may mắn hiểu không? Viết chữ Sammy nữa. Rồi yêu. Sam nè, hình trái tim nè. Rồi. Rồi, 20.000 tiền rồi. Tiếp. Yêu fan đó. À, Sam trái tim fan nữa. Sam yêu fan. Mà sao tôi không nhìn ra nha. Nhỏ, bây giờ còn bao nhiêu vậy? Còn 50.000 tiền lận nha, Sam cứ đặt thoải mái đi. 50.000 luôn hả? Đúng rồi, 50.000 tiền luôn mà. Cái gì mà dữ vậy? Trận cuối mà mấy bạn, trời ơi. Rồi. Wow, rồi. Wow, vừa chẳng 50.000 tiền luôn. Phong thì Phong nhanh gọn lẹ thôi bạn, không cần lâu như Sam nữa. Trời Phong ơi, sẽ chịu hồi những bạn fan. Bum 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 bum. Chiến thắng. Chiêu hồi những bạn fan, chiêu hồi những bạn fan. Bum 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 bum. Rồi, 50.000 tiền luôn. Fan của Phong. Fan của Sam. Chuẩn bị bắt đầu. Trời ơi. Ôi lắc quá vậy? Sao lắc quá vậy? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, mấy bạn lao vô đánh gì từ từ bạn ơi, từ từ bạn ơi. Lắc vậy. Từ từ bạn ơi, đánh từ từ thôi. Trời ơi, cái gì mà đánh kìa. Lắc quá vậy? Trời ơi, như kiến. Trời ơi, trời lắc máy tính tôi luôn bạn ơi, máy tính của tôi mấy trăm triệu mà chịu không nổi luôn. Liệu rằng ai thắng đây? Mấy bạn fan, bạn fan của Phong đưa tay lên nào. Ơi, like lên, like nhiều nhiều bạn ơi, like video của Sam vô. Cho Phong thấy cánh tay của các bạn nào. Ai thắng sao tôi chém nhiều quá. Trời ơi, tôi không thấy cái gì hết, để tôi lại gần hơn coi. Trời ơi, quá trời người nằm. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Gì? Một đống bùi nhùi luôn các bạn ơi. Và
Người chiến thắng đó chính là... Ai đây còn hả? Trời ơi còn hả? Rồi xong rồi hình như là team màu đỏ còn 4 con nè. Ồ con rồi này đi. Ủa sao từ khoan từ hình như bên đây của tôi vẫn còn dư một con, nó đang nằm bên đây nữa bạn. Tôi bị mắc kẹt đó hả? Ủa còn hai con bên này nè. Trời ơi. Hình như có mấy con nó bị chìm ở bên dưới, đứng gì không được. Đúng rồi, bị đẹp. Thôi, trận hồi nãy tôi thấy là Phong với Sam cũng khá là bất bại á, cho nên bây giờ mình chơi một trận quyết định như thế này đi, mỗi bên một con thôi. Con thôi à? Một con thôi. Con nào thắng con đó thắng vậy đi. Dạ yeah, rồi. Rồi okay. Vô. Rồi hồi nãy nhiều quá lắc máy luôn bạn. Rồi. Lắc máy quá. Đội quân đi. Của Sam. Bên đây chính là fan của Sam, còn bên này chính là fan của Phong. Hai bên đang lao vô. Chém. Chém luôn đi. Dẹp luôn đi. Trời ơi. Cái thắng hồi ta. Kỳ quá. Tại sao lao vô đánh 1-1 mà cũng thua là sao vậy? Trời ơi. Ok thôi bạn ơi, mình nghĩ rằng là video ngày hôm nay là mấy bạn xem, bạn cũng biết ai thắng rồi đó. Nói chung là Sam thắng, tôi thua các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn fan. Cho nên mấy bạn nào muốn tôi phục thù, các bạn hãy nhớ nhấn nút like video này để tôi có được nhiều tiền hơn để tôi thắng Sam trận sau nha các bạn. Ok. Và nếu như bạn nào muốn mình với Sammy sẽ tiếp tục làm về game này, các bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Còn hiện tại bây giờ thì video cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình sẽ kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye. Fan Phong hãy comment bên dưới nha. Fan Phong cận, team Phong cận. Fan Sam của mình nha. Cố lên, cố lên.